Em xin chào tất cả mọi người. Và ngày hôm nay thì bên em lại tiếp tục về thêm một mẫu xe với giá thành chưa đến 100 triệu đồng nhé. Một mẫu xe 8 chỗ máy xăng, số sàn đến từ chất lượng của Nhật, đó là chiếc Mitsubishi Jolly. Xe được sản xuất năm 2002, bản đủ nhé mọi người nhé. Lốp treo, đèn cột, mang biển kiểm soát là 29A86531. Tổng xanh xe mà màu xám ghi mọi người nhé. Đăng kiểm tháng 6 năm 2021. Và xe trang bị bộ mâm đúc 5 chấu rồi nhé. Làn nốt 4 quả khe lánh khá là ok. Tổng thành sơn xi thân vỏ của em nó thì còn cực kỳ là đẹp luôn nhé. Cam kết với bà con là chỉ việc sẵn đổ xăng và đi thôi. Về phần form dáng em nó đây, thiết chế thiết kế là lốp treo đèn cột mọi người này, bản đủ 2.0, sử dụng động cơ là 2.0 nhá. Dàn lốp của lốp sơ cua đây, phần khung gầm của em nó đây nhá, khung gầm sắt xi đây, sàn đây không mục ngoặt nhé. Để nói về dòng chất lượng của những dòng xe Mitsubishi này thì bà con khá là yên tâm nhé. Một trong những mẫu xe với chất lượng cực kỳ là tốt, bền bỉ, rất là nồi đồng cối đá nhé. Khung gầm của dòng máy gầm của dòng Mitsubishi này thì gần như là được mệnh danh gần như là rất là tốt. 4 quả dàn lốp rồi nhá. Sản xuất năm 2002. Một mẫu xe 8 chỗ máy xăng. Gầm cao. Đây, phần nội thất của em nói nhá. Bộ ghế da màu xám này. Rất là đẹp luôn nhá, không một vết bục với chảy xước. Khoảng trống thì rất là rộng rãi. Phần hàng ghế thứ ba đây bà con nhá. Thế ra xe được trang bị là hai cửa gió điều hòa này, trần nỉ nguyên bản nhá. Phần táp ly đây. Và xe thì em cam kết là không có lỗi nhé, không có tai nạn ngập nước nên bà con cứ yên tâm. Hàng ghế đầu tiên đây, vô lăng 4 chấu này, phần táp lô nhé. Màn hình cam lùi này, củ số đây, phanh tay đây. Táp ly nhé. Phần form dáng này em nói đây, gầm cao 8 chỗ, đi lại thì chở khá là ok, rất là phù hợp cho những gia đình có đông thành viên nhé. Và chiếc xe này thì bên em đang chào bán với giá là 99 triệu nhé. Chỉ với 99 triệu thôi là mọi người đã sở hữu xe rồi. Mẫu xe 8 chỗ gầm cao đến từ chất lượng của Nhật. Mọi người mà quan tâm đến xe thì vui lòng liên hệ em theo số điện thoại 0354152888 nhé, để em tư vấn hỗ trợ cũng như đặt lịch xem xe và địa chỉ để xem xe trực tiếp, đó là thôn Đại Uyên, xã Bạch Đằng, thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương. Hải Dương thì đã dỡ bỏ cách ly phong tỏa rồi, đường xá đã lưu thông trở lại bình thường rồi, nên là mọi người xuống xem xe thì cứ đi lại thoải mái thôi nhé. Phần táp ly đây, táp lô nhá. Giờ em sẽ cho mọi người tham khảo qua về phần khoang động cơ của xe.
99 triệu đồng là mọi người đã sở hữu xe rồi. Và bên em thì có hỗ trợ vận chuyển mua bán toàn quốc. Nếu mà mọi người ở xa mà ưng xe thì vui lòng liên hệ em. Cọc trước cho em 30 triệu. Em sẽ gửi xe lồng cho mọi người nhé. Và xe lồng bên em này đi dọc tuyến quốc lộ 1. Mọi người có thể đón nhận xe tại dọc tuyến quốc lộ 1 nhé. Xe cam kết với bà con là không có tâm đâm va, không ngập nước. Tìm mấy nỗi em xin biếu xe mọi người luôn. Nên là bà con yên tâm. Phần khoang động cơ của xe đây. Khoang động cơ thì em để mộc thôi, em không có dọn rửa gì cả nhé. Sản xuất năm 2002. Bản đủ. Đầu răng này, tất cả đầu răng này vẫn còn nguyên bản mọi người nhé. Rồi em sẽ cho mọi người tham khảo phần khoang động cơ của xe. Phần khoang động cơ của xe mọi người nhá. Máy nổ đây. Côn số rất là ngọt ngào. Thì em cam kết mọi người là không lỗi nhá. Chỉ với 99 triệu đồng thôi. Nên mọi người mà quan tâm xe thì vui lòng liên hệ em nhá. Em xin cảm ơn mọi người rất là nhiều đã theo dõi hết video của em. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong video tới của em nhé.